Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Anh nông dân đẹp dai. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tô mò nha các bạn nha. Chào mấy con quỷ chứ. Quét nhà đi. Tí bố mẹ quét. Thế mình nào mình ngồi vẫn như nhau. Tí nó càng lâu hơn. Đây đầy ra này. Thì đang ok rồi. Mạnh. Cái game các chó. Vậy là mình đã đi tô màu xong nhé các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng
đó là tô mò. Kỹ năng tô mò rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Tuần tè là không ấn được quấn ấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nhé các bạn nhé. Nó chua đâu? Cái quả trắng trắng là không chua mới. Biết cái này là cái gì không? Đi đây. Biết cái này là cái gì không? Đâu. Đi. Cái này là cái gì chứ biết gì không? Gãy rồi mày chết. Đâu gãy đâu mà. Phô bố kia mày chết. Cái này cũng thế mà làm gì. Mày chết. Giọt ngọt đúng không? Lắm bột quá.